Xin chào anh em nhá. Hôm nay thì trên tay tôi đây là các cái dụng cụ của hãng một số hãng châu Âu. Hiện tại là vừa về tới kho thì cũng giới thiệu cho anh em luôn là các cái sản phẩm đang có tồn kho mọi người nhá. Để anh em có thể tiện để đặt hàng. Đầu tiên là các cái bộ lục giác chống trượt của hãng VV Speedtool Thụy Sĩ. Đây, những cái bộ này thì quá nổi tiếng rồi. Về cái khả năng mà chống trượt như này thì chỉ có mỗi cái hãng VV này làm thôi mọi người ạ. Để chống trượt. Nghĩa là trong cái môi trường mà dầu mỡ ấy, chúng ta dùng cái loại lục giác thông thường nó hay bị trượt tay ấy, thì cái bộ này là một cái giải pháp hữu hiệu và hiện tại chỉ có PV sản xuất thôi. Đấy. Thì cái bộ này nó có hai phiên bản là từ 1.5 đến 10, mã sản phẩm là PB3212LH10 mà một cái phiên bản nữa là PB3212LH6 là từ 1.5 đến 6. Thì hai cái bộ này là một phiên bản nhỏ và một phiên bản lớn. Đấy, thì hiện tại là kho tôi về cũng đang rất là nhiều cái bộ này. Vì cái bộ này có thể xem là best seller của hãng luôn rồi. Đấy, khi nào có tồn kho ở HCTool mọi người nhé. Thì anh em nào quan tâm những cái bộ lục giác xịn sò như này thì cứ comment với tôi sẽ báo giá cho anh em. Riêng về cái phần tròn đầu này thì hãng bảo hành trọn đời cho anh em. Tròn đầu nha, có nghĩa là khi mà chúng ta vặn ấy, nếu như bị tròn đầu thì hãng sẽ bảo hành một đổi một trong trọn đời cho anh em. Nên đừng giá bao giờ suy nghĩ là sợ nó hỏng hóc luôn mọi người ạ, chỉ sợ là nó mất thôi. Đấy. Ok. Tiếp theo là những cái chiếc cưa của hãng Baco. Cưa của Baco. Đấy. Cưa này là cưa sắt mọi người nhé. Thì mã sản phẩm của nó là 317, logo của Baco này. Và made in Sweden này, sản xuất tại Thụy Điển mọi người nhé. Đấy, những con này thì quá xịn sò rồi. Và giá đợt này về cũng siêu tốt cho anh em luôn. Hàng khi nào có sẵn tại kho. Những con này cũng là những cái dòng mà chúng tôi bán chạy nhất. Chính vì vậy thì khi nào có sẵn tại kho với số lượng rất là nhiều để anh em có thể đặt hàng. Đấy, ok chưa? Tiếp theo đó chính là một cái bộ tool check của Wera. Tool check này thì nó sẽ bao gồm một cái cần tự động. Đây, để tôi sẽ mở ra cho anh em xem. Cái bộ này nó sẽ bao gồm một cái cần tự động này. Và đây, đây là bộ của chúng ta nhé. Bộ này chúng ta nhìn thấy là nó sẽ bao gồm một cái cần lắc mini ở đây. Đấy. Và nó sẽ bao gồm bộ 30 mũi vít ở đây, cộng thêm một cái đầu adapter ở đây. Đấy, rất là đa năng. Đây, đây là cái cần lắc rất là mini luôn. Anh em nào mà dùng cái bộ này khá là hay đấy. Đấy. Cái bộ này mã sản phẩm của nó là, tôi xem này, bộ này mã sản phẩm của nó đây, BCBR30 mọi người nhé. Hoặc là chúng ta có thể search cái mã là 073640, 073640. Cái bộ này bao gồm có 30 chi tiết tôm mũi vít và một cái cần lắc, tổng là 31 chi tiết. Đấy. Hàng có sẵn tại kho luôn. Và tiếp theo là những cái bộ vít của hãng Wera. Cái bộ vít này thì tôi thấy khá là hay đấy. Bộ này thì cũng mới về hãng lần đầu tiên. Đây, đây chính là bộ vít của chúng ta. Nhìn thì nó cũng giống như những chiếc tô vít thông thường thôi, nhưng mà nó sẽ khác đấy mọi người nhé. Khác ở đâu ạ? Khác ở chỗ này. Đấy, chúng ta chỉ cần bấm nhẹ một cái ở đây là tự nó sẽ đẩy ra. Thì cái phiên bản này nó sẽ có bao gồm một mũi vít này, 2, 3, 4, 5, 6, tổng là 6 mũi vít, bao gồm có cả hai cạnh và bốn cạnh. Đấy. Khi nào cần đắp lại chúng ta chỉ đẩy lại cái này thôi. Ok. Đấy, hàng về sẵn, cái phạm mã sản phẩm này cũng lần đầu về đến shop, đang có sẵn 3 bộ luôn. Giá thì đảm bảo tốt nhất thị trường cho anh em. Ok chưa? Đấy. Anh em nào quan tâm thì cứ comment, chúng tôi sẽ báo giá cụ thể, đảm bảo là giá sẽ tốt nhất và báo trên ấy luôn. Trên comment cho anh em luôn. Tiếp theo là những cái bộ lục giác của hãng Wera. Những cái bộ lục giác này thì dùng quá ok rồi. Đây là cái bộ màu này, mọi người này, bộ màu. Thì cái bộ này là lục giác, là một đầu lục và một đầu bi. Đấy, và cái đầu bi này anh em chú ý nhé, là nó có thêm một cái viên bi nhỏ ở đây để nó giữ gốc vít, rất là xịn sò. Đấy, cái bộ này khá là xịn sò đấy. Thì cái bộ này nó lại được làm các cái màu khác nhau như này để mục đích là, ví dụ như trong quá trình chúng ta vặn con ốc ấy, thì chúng ta có thể biết được là với những cái màu nào thì nó phụ thuộc vào con ốc đấy luôn, con ốc đây nó sẽ có màu đấy luôn. Chính vì vậy chúng ta phân biệt các cái cỡ ốc nó rất là dễ dàng. Trong cái môi trường ví dụ như là buổi tối các kiểu thì chúng ta nhìn nó không rõ các cái cỡ lục, thì chúng ta phân biệt với nhau bằng màu khá là hay và xịn sò. Bộ này chúng tôi cũng đang về hai bộ. Đấy,
Và tiếp theo nữa là các cái dòng kìm của Nipex. Kìm của Nipex thì nổi tiếng nhất vẫn là những dòng kìm mỏ quạ như thế này. Đấy, những con này dùng chẳng bao giờ hỏng luôn mọi người ạ. Siêu tốt. Mã sản phẩm của con này là 8801250. Tổng chiều dài của nó là 250mm. Tổng chiều dài 250. Hãng Nipex, Made in Germany. Đó, xịn sò chưa? Con này thì dùng khỏi nghĩ rồi. Chất lượng thì chắc là không cần phải giới thiệu về những cái con kìm có thể nói là hàng đầu thế giới như này nữa. Hiện tại chúng tôi đang về rất là nhiều mọi người nhá, đủ anh em đặt hàng. Đấy, hàng thì cứ khoảng một tuần nó sẽ về một lần, nên là anh em nào cũng muốn đặt hàng những cái mặt hàng của Nipex, TB Smith Weda thì cũng cứ comment, chúng tôi sẽ báo giá và đặt hàng cho anh em, hàng về rất là nhanh. Tiếp theo là một cái mẫu kìm nhọn của hãng Nipex, mã sản phẩm là 2506160. 2506160. Đây. Đây chính là mẫu của chúng ta. Về 2 cây. Sản xuất tại Đức, cách điện 1000V. Cái dòng này cách điện 1000V mọi người nhá. Đấy. Dòng cách điện 1000V này thì Đức thì anh em dùng thì khỏi nghĩ rồi. Ok chưa? Tiếp theo là vẫn là về một dòng kìm nhọn nữa, kìm nhọn của Nipex 3 cái. Tiếp theo đó chính là một chiếc kìm điện của Nipex, mã sản phẩm của nó là 0306180, tổng chiều dài của nó là 180mm, tổng chiều dài 180. Khả năng cắt của nó đây anh em nhé, khả năng cắt là đối với những dây mềm, ví dụ như dây đồng và dây thép là lên được phi 3.4, còn dây cứng như là dây piano là đến 2.2. Đấy, siêu khỏe. Và cuối cùng là một cái mã kìm cắt, cũng là một mã kìm điện của hãng Nipex, cũng mã cũng tương tự như con này. Đấy, tôi cũng về có thêm một cái mã kìm cắt nhưng mà chắc là hiện tại là chưa về, chắc còn sau mới về mọi người nhé. Thì chúng ta có thể góp lại một bộ là bao gồm kìm cắt và kìm điện và kìm nhọn như thế này, hoặc là bộ hai cây như này cũng rất là ok. Tất cả các sản phẩm mà kìm Nipex chúng tôi về thì đều đặt cái mã cách điện 1000V, vì vậy thì dùng thì anh em khỏi nghĩ rồi. Đấy. Tiếp theo là một cái sản phẩm có thể xem là huyền thoại của Nipex. Con này mã sản phẩm của nó là 8602250. 8602250. Đấy, tại sao lại bảo đó là huyền thoại? Vì chính là Nipex chính là sản xuất ra những cái chiếc mỏ lết kìm này đầu tiên trên thế giới, và cái sự cải tiến của nó có thể xem là hàng đầu của thế giới. Đấy mọi người nhá. Made in Germany này, Nipex này. Đấy, đây là mỏ lết kìm. Chúng ta phải bấm vào đây. Đấy, đây là đồ mở tối đa của nó. Và trên này chúng ta có thể xem là cái đồ mở của nó ở trên cái thanh này luôn. Những cái cải tiến khá là hay. Bên này là hệ in. Đấy, mỏ lết kìm, xịn sò luôn. Mã sản phẩm tôi đã đọc rồi, 8602250. Made in Germany, có khắp mọi nơi trên kìm. Anh em dùng con này khỏi nghĩ. Model này cũng có thể xem là best seller, chúng tôi bán rất là nhiều, chúng như vậy nhập hàng tồn kho khi nào cũng sẵn rất là nhiều để anh em nhé, phục vụ anh em. Ok. Và một cái sản phẩm cuối cùng mà tôi muốn giới thiệu với anh em, đây là một con kìm check rất đặc biệt của hãng Bessay. Bessay là một thương hiệu của Đức, người ta chuyên sản xuất về các cái loại kìm khóa check này, hay là các cái loại mà dòng các cái kẹp. Đấy, thì kẹp này thì có bao gồm đó là kẹp thép và kẹp gỗ, thì chúng tôi cũng bán cách xây rất là nhiều luôn. Đây là sản phẩm của chúng ta, đây một chiếc kìm best xây nhìn quá đỉnh. Con này nó ưu điểm gì và đặc điểm gì khác với những con kìm chết thông thường? Đồ mở con này lên tới 100mm, kẹp khôi lên đến 100mm, made in Germany này, dập chìm lên thân luôn. Và cơ cấu kẹp con này là kẹp tự động, có nghĩa là gì ạ? Chúng ta chỉ cần bỏ nó vào cái cần kẹp, thả nó xuống như này. Sau đây chúng ta ấn ok, easy, rất là dễ dàng. Lực kẹp của nó lên tới 2000 newton. 2000 newton nếu như chúng ta chia cho 10 đi thì nó sẽ ra khoảng 200 gram lực, 200 kg lực, cũng rất là khỏe mọi người nhé. Nhưng con này thì chất lượng của nó là bàn rồi, kẹp rất là thông minh và nhanh, hãng Bessay, giá siêu tốt, đảm bảo anh em tốt nhất thị trường luôn. Đấy. Đấy, anh em nào thích con nào thì comment, chúng tôi sẽ báo giá cụ thể và tư vấn nhiệt tình anh em.
Và ngoài ra cái con này nó có thêm cái nẹp nhựa này để chúng ta kẹp ở các cái vị trí không phải là thép, có thể là gỗ các kiểu để cho nó đỡ hỏng cái bề mặt mọi người nhé. Đấy, rất là tiện lợi. Ok, anh em nào quan tâm sản phẩm nào thì comment nhá. Rồi chào anh em, hẹn anh em ở các video tiếp theo.